tình tiết gây sốc vụ án gia đình chết lạ thường trong xe Mercedes. Cơ quan điều tra cho rằng, nghi phạm chính gây ra án mạng, khiến ba người trong một gia đình chết bất thường trong chiếc xe Mercedes, chính là người chồng. Có khả năng nguyên do là vì ghen tuông, ngoại tình. Cơ quan điều tra, công an tỉnh Hà Giang bước đầu xác định vụ việc gia đình chết trong xe Mercedes là một vụ án mạng. Đặc biệt, nghi phạm chính của vụ án chính là người chồng. Dấu vết trên xe và khám nghiệm tử thi cho thấy, có thể anh Mạnh sử dụng bình gas mini xả ra gây ngạt cho vợ, con và chính mình, trong khi cửa xe bị khóa chặt. Thời điểm họ chết tạm được xác định từ đêm 19 tháng 3. Điều tra ban đầu cho thấy, trước khi xảy ra vụ việc, giữa hai vợ chồng anh Mạnh và chị Ngọc thường xuyên cãi nhau. Anh Mạnh nghi vợ ngoại tình và đứa con trai 8 tháng tuổi không phải là con mình. Chiều ngày 21 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Hà Giang đã đề xuất lên cấp trên về việc khởi tố vụ án giết người và tiếp tục mở rộng điều tra. Nếu xác định anh Mạnh là thủ phạm thì sẽ đình chỉ vụ án. Trước đó, chiều tối ngày 19 tháng 3, người thân đã báo cáo cơ quan chức năng sự mất tích lạ thường của hai vợ chồng anh Mạnh và chị Ngọc, cùng đứa con trai gần 9 tháng tuổi. Ông Nguyễn Văn Quán, trưởng công an xã Phương Độ cho biết, sáng 20 tháng 3, công an xã nhận được thông tin từ cấp trên đề nghị ra soát trên địa bàn, tìm kiếm chiếc xe Mercedes gia đình anh Mạnh. Lực lượng công an xã Phương Độ nhanh chóng thực hiện. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, thì phát hiện một chiếc xe Mercedes đổ tại con đường cụt, dẫn vào công trình thủy điện trên địa bàn xã. Ông Quán cùng phó trưởng công an xã và hai công an viên tới kiểm tra, thì phát hiện vợ chồng anh Mạnh và cháu bé đã tử vong ở ghế sau ô tô. Cửa của xe ô tô không bị khóa, trong có mùi khét, lớp nhựa trần trên xe như bị cháy rơi xuống. Các nạn nhân gồm anh Trịnh Đức Mạnh, 44 tuổi, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, lái xe sở xây dựng tỉnh Hà Giang, và vợ là chị Nông Thị Bích Ngọc, 39 tuổi, công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, cùng con trai chưa đầy 1 tuổi. Nam em tiết lộ sốc, khi đóng ơn giời cậu đây rồi, tôi và anh Giang đang thăng hoa trong tình yêu. Chuyện tình tay ba giữa nam em, Trường Giang và Nhã Phương vẫn đang trở thành tâm điểm của dư luận. Và trong khi Nhã Phương im lặng, thì nam em tiếp tục gây bão khi kể tường tận về chuyện tình cảm với Trường Giang. Những ngày qua, khán giả bất ngờ khi nam em thừa nhận từng có thời gian hẹn hò với Trường Giang, dù anh đang yêu Nhã Phương. Top 8 Mix-up 2016 tiết lộ rằng, cô và nghệ sĩ Hài bắt đầu mối quan hệ tình cảm trước thời điểm quay ơn giời cậu đây rồi và bảy nụ cười xuân. Khi đó, cô gặp nhiều chuyện buồn trong cuộc sống, kinh doanh thua lỗ, tình yêu không thuận lợi. Trong lúc ghi hình chung cùng Trường Giang, nam nghệ sĩ đã có những cử chỉ quan tâm, lo lắng khiến cô rung động. Anh Giang là người chủ động, chứ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu anh ấy. Tôi và anh Giang có nhiều điểm giống nhau như sở thích màu sắc, nấu ăn, thuận tay trái, thậm chí số điện thoại cũng gần giống nhau. Tôi chưa thấy giữa hai người có điểm gì khác nhau cả, người đẹp cho biết. Câu chuyện này đã kéo theo nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận. Không ít người cho rằng nam em đang cố ý đánh bóng tên tuổi giữa lúc ra mắt sản phẩm âm nhạc. Trong khi đó, phía Trường Giang hoàn toàn im lặng trước mọi lời chia sẻ của cô. Sáng 19 tháng 3, người đẹp đã tiết lộ thêm với báo chí về chuyện tình với Trường Giang. Cô thừa nhận từng có thời gian hẹn hò với nam diễn viên hài xứ Quảng khi anh đang yêu Nhã Phương. Đặc biệt, nam em còn tiết lộ những gì khán giả thấy trong chương trình Ơn Giời, Cậu Đây Rồi. Nó không phải là diễn xuất, là thi, mà là một thử thách anh Giang dành cho tôi. Lúc đó tôi và anh đang ở giai đoạn thăng hoa trong tình yêu. Các phòng còn lại có bàn bạc, có trao đổi với nhau, nhưng tôi với anh thì không. Và hôm đó những gì tôi nói trên sân khấu là cảm xúc thật của tôi gửi đến anh. Như vậy tiết mục của nam em, Trường Giang trên sóng truyền hình, lại vô tình là minh chứng rõ rệt nhất giữa tình cảm của cả hai. Theo như người đẹp chia sẻ, đó không phải là diễn xuất. Cô cũng cho biết, trước ngày cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình vào ngày 17 tháng 1, thì trước đó 2 ngày, vào ngày 15 tháng 1, Trường Giang vẫn đi sinh nhật nam em. Tuy nhiên sau đó, cả hai đã không còn liên lạc với nhau, và bản thân cô vẫn là người chịu rất nhiều tổn thương. Giữa thời điểm nóng, Nhã Phương đã có động thái đầu tiên, đăng tải hình ảnh đời thường tại Mỹ cùng biểu tượng mặt cười dễ thương. Nữ diễn viên tuổi thanh xuân gửi lời thông báo nhắn nhủ tới quê nhà từ nơi xứ người, vui nhé cả nhà, Phương sắp về Việt Nam rồi. Nhớ quá! Đây không phải lần đầu tiên Trường Giang dính phải câu chuyện ồn ào quen cô gái khác, trong khi đang hẹn hò với Nhã Phương. Trước đó,
những tin đồn về mối quan hệ của Trường Giang với Quế Vân, Sam cũng tốn không ít giấy mực của truyền thông. Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, Nhã Phương và Trường Giang cũng không ít lần vướng tin đồn tan rồi lại hợp. Liệu rằng, câu chuyện của Trường Giang và nam em có phải là lý do khiến Nhã Phương dè dặt khi Trường Giang cầu hôn cô trên sóng truyền hình? Nam em tạt gáo nước lạnh vào thẳng Hà Hồ. Nhiều người cho rằng nam em đang tạt gáo nước lạnh vào Hà Hồ. Cái tên nam em đang là từ khóa được tìm kiếm hot nhất showbiz hiện nay, khi hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long liên tục có những hé lộ khiến dư luận dậy sóng. Mới đây, nam em vừa hé lộ chuyện tình cảm của mình với Trường Giang đầy úp mở. Cô cho biết mối quan hệ này khiến cô bị tổn thương, vừa mới đến sinh nhật cô, thì hai ngày sau đã cầu hôn Nhã Phương. Tuy nhiên sau đó cô đã lên tiếng xin lỗi vì những chia sẻ của mình. Khi ồn ào với Trường Giang chưa kịp lắng xuống thì mới đây, nam em tiếp tục khiến mọi người đổ dồn sự chú ý vào mình, khi tiếp tục không giấu giếm những điều bí mật của cô với dư luận. Nam em tiếp tục chia sẻ, tôi với anh Khoa có gặp nhau qua một người, lúc đó hai anh em chỉ gặp nhau bình thường thôi. Lúc đó, hai đứa chỉ có tình cảm nhẹ nhàng thôi. Cả tôi với anh Khoa đều dằn vặt vì chuyện tình cảm của hai người. Cái mà tôi ấn tượng với anh Khoa nhất chính là anh ấy rất giống ba tôi. Giống từ mọi chi tiết, từ cơ thể cho đến khuôn mặt. Tôi dành sự kính trọng cho anh Khoa. Tôi luôn tôn trọng. Anh ấy, em với anh Khoa đã cho ra quyết định cuối cùng là chỉ xem nhau như anh em. Tôi chưa có làm điều gì sai trái với anh Khoa cả. Anh Khoa cũng chưa cho tôi cái gì vì tôi chưa nhận bất cứ món quà gì. Nam em cho biết khi đó cô vừa phá sản nhà hàng, lỗ tới 5 tỷ đồng, nhưng cô vẫn không nhận sự giúp đỡ nào từ đại gia Kim Cương. Cô cũng phủ nhận tin đồn mình ghét Hồ Ngọc Hà. Cô chưa làm điều gì sai, nên nếu Hồ Ngọc Hà có căng thẳng thì cô cũng đành chịu. Nam em khẳng định chưa bao giờ muốn cướp đại gia Kim Cương, hay nghĩ sẽ có một cái gì đó trên mức tình bạn với đại gia này. Cô chia sẻ mình không đến với đại gia Kim Cương vì người này đã có gia đình. Cô khẳng định, tôi là đứa ngày xưa từng chịu cảm giác tổn thương từ gia đình như thế nào. Tôi không muốn những đứa trẻ phải chịu đau khổ vì sự xuất hiện của một người phụ nữ nào khác, ngoài mẹ chúng. Đó là lý do tôi không đi đến cùng với anh Khoa. Nhiều người cho rằng nam em đang tạt gáo nước lạnh vào Hà Hồ, khi nữ ca sĩ bị cho là qua lại lúc đại gia Kim Cương vẫn chung sống cùng vợ. Hiện Hà Hồ chưa có động thái nào. Đan Lê bày tỏ sự thương cảm, còn Đậu Hồng Phúc thẳng thắn, tôi thấy quá mừng cho Nhã Phương. Xoay quanh mối tình tay ba của Trường Giang, Đan Lê đưa ra những lời khuyên một cách rất nhẹ nhàng, riêng người đẹp Đậu Hồng Phúc lại nêu ra quan điểm thẳng thắn hơn. Dù không nhắc đích danh, nhưng nhiều người cho rằng, vấn đề MC, diễn viên Đan Lê muốn nhắc đến, là chuyện tình cảm của nam em, Trường Giang, Nhã Phương, đang gây xôn xao dư luận. Mượn câu chuyện về sự thay đổi tích cực của Khải Anh trong những thói quen sinh hoạt gia đình, Đan Lê khẳng định phụ nữ muốn thay đổi một người đàn ông là rất khó. Việc đàn ông có thay đổi hay không là do anh ta tự giác ngộ và trưởng thành. Nhưng mục đích của cô không phải khoe sự thay đổi của ông xã, mà bóng gió nhắn nhủ đến nam em và Nhã Phương. Đan Lê viết, mình không quen, không biết cô ấy, và cũng lạ lùng là không ghét cay ghét đắng cô ấy, như cái cách người ta vẫn thường cảm thấy ở một người thứ ba. Muốn chen chân vào một mối quan hệ của người khác. Mình không thích cách cô ấy và những người nhân danh tình yêu đổ lỗi cho cảm xúc, vì mình thấy như thế con người rất thiếu kiểm soát. Trong câu chuyện này, thấy cô ấy có chút gì đó dại dột, hoang đường, khi nghĩ hoặc có ý định thay đổi một người đàn ông giúp anh ấy tốt hơn. Có thể, vì thế cô ấy trở nên đáng thương. Với riêng Nhã Phương, Đan Lê ngầm nhắn nhủ. Với cô gái còn lại, mình yêu mến và thương cảm với những gì cô ấy phải chịu đựng. Nhưng mình cũng biết rằng thay đổi một người đàn ông là không tưởng, thì thay đổi niềm tin của một người phụ nữ chẳng dễ dàng gì. Tuy nhiên, mình đứng về phía cô ấy và muốn cô ấy hiểu, đừng cố vùng vẫy hay trách cứ bản thân nhu nhược. Đủ đau em sẽ tự bước ra khỏi nỗi đau. Chúc em sớm bình yên, em nhé. Dù là người ngoài cuộc, nhưng có lẽ Đan Lê đã thấu hiểu và muốn chia sẻ nỗi đau với đàn em. Với lời động viên quý giá này, hy vọng Nhã Phương sẽ thật bản lĩnh để đối mặt với mọi chuyện. Riêng top 10 Hoa hậu Việt Nam, Đậu Hồng Phúc lại đưa ra quan điểm rất thẳng thắn về chuyện tình cảm tay ba này. Cô đưa ra những phân tích cụ thể về cả ba người nam em, Trường Giang và Nhã Phương. Quan điểm của người đẹp được nhiều người đồng tình. Cô viết, tôi chẳng thấy thương xót hay đồng cảm cho Nhã Phương chút nào. Mặt khác, tôi thấy quá mừng cho cô ấy.
Nếu tôi là Nhã Phương, sau sự việc này, tôi sẽ bỏ Phan Trường Giang co thương tiếc. Vấn đề có phải là do sự việc diễn ra với nam em, mà là vì cái tính trăng hoa, thích thả thính, và có mấy ổn định của Trường Giang quá mạnh. Vừa chia tay Nhã Phương, thì câu ngay được em nam em, mang cho em hy vọng tràn trề, và chỉ vài chục ngày sau đã kịp đá đít em, để về bên Nhã Phương bằng màn tỏ tình lố bịch trên sóng quốc gia. Vừa trăng hoa, vừa hay rắc thính, vừa dễ dàng đạp đổ, từng đó đã đủ để thấy lấy Trường Giang về là quá rủi ro. Cuối bài chia sẻ, Đậu Hồng Phúc viết, có thể câu chuyện trên là thật, cũng có thể tất cả chúng ta đã bị lừa, nhưng phải công nhận, nếu là thật, thì ông Trương Giang cũng ghê đó chứ. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới, để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.